vì cái tai của em á nó bị nhiễm trùng. Dạ. Nó nhiễm trùng trong đây nè, trong cái kẽ này nè, mà còn cái sẹo nè, rồi nên em lên em phẫu thuật tai. Bé này thì người ta bỏ khi nào vậy thầy? Mới đầy tháng. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì em đã quay trở lại thành phố Vĩnh Long rồi. Thì vào hồi sáng là em có ghé Cao Lãnh để em tìm đến chị Thảo, là người mà không may là bị phỏng hết nguyên toàn thân đó cô chú anh chị, sau khi mà cứu một đứa nhỏ trong cái đợt vừa qua mà em quay tại thành phố Cao Lãnh. Thì bữa nay em đi kiếm chị thì chị lại đưa, hình như đưa mẹ về Sóc Trăng. Thành ra là khi mà chiều ngày hôm nay chị quay trở ngược về Cao Lãnh thì có đi ngang Vĩnh Long. Thành ra em mời chị đến Vĩnh Long để nhận tấm lòng của nhà hảo tâm trong ngày hôm nay. Dạ, chào chị Thảo. Chào anh. Dạ, rồi em mời chị ngồi chưa? Dạ. Rồi, cũng mấy tháng rồi mới gặp chị. Dạ. Dạ, không biết bây giờ sức khỏe chị như thế nào rồi? À, chứ khỏe, nhưng bây giờ không mặn như lúc đó anh gặp em. Ủa sao, nó tại sao bị yếu vậy chị? À, tại vì cái tai của em á, nó bị nhiễm trùng. Dạ. Nó nhiễm trùng trong đây nè, trong cái kẽ này nè, mà còn cái sẹo nè. Rồi nên em lên em phẫu thuật tai. À. Em tháo kỳ hởm anh lên anh thấy còn cái khớp này nè. Dạ đúng rồi. Giờ em tháo khớp bỏ em chẻ này nè, nó ai chưa có lành. À. Mà ghép da hồi đầu á là phẫu thuật á, cái ghép da nó không ăn. Dạ. Nè nó lấy da ở đây nè. Lấy da ở đây nè. À, gọc da ở đây. Nó gọc, nó lấy da bên trong nó đắp xuống đây. Đắp vào đây. À, nhưng mà lý do là da nó không ăn, cái nó bung ra. À, dạ. Nó bung cái da ra rồi em không có lên ghép da lại. Dạ. Em tự ở nhà điều trị luôn. Nhưng mà cái ý tưởng mà ghép da là của chị hay là có ai hỗ trợ hay là như thế nào không chị Thảo? À, là ý anh hỏi sao anh? À, có nghĩa là đối với cái phẫu thuật ghép da này nè, là có người hỗ trợ cho mình hay là do chị tự đi làm? À, cái phẫu thuật ghép da là mình đi phẫu thuật từ thiện. À, từ thiện hả? À, mình mổ là của đoàn, của dạ. Đoàn về mổ từ thiện. À. Là mình đoàn thì mổ từ thiện, mà viện phí á, là mình nằm ở trên đó là mình có cái bảo hiểm miễn chi trả. Mình được mạnh, các cô chú mạnh thường quân ở trên bệnh viện á, là có cho mình cơm. Chỉ có cho mình cơm với lại á, là có cho mình tiền. À. Nói chung ra nằm. Có nghĩa là người ta mời chị lên để phẫu thuật ghép da. Mình đăng ký. À, đăng ký hả? Mình đăng ký. Mình đăng ký chương trình mổ từ thiện đó. Là mình đăng ký. Ừ. Mình đăng ký mình mổ. Những ngày mình nằm trong bệnh viện đó mình không có tốn tiền. À. Chỉ có tốn tiền sau ngày chủ nhật. Là nếu mà mình còn nằm viện ở lại á, là mình chỉ tốn tiền cái sau cái ngày chủ nhật. Thì đoàn về mổ là ngày 20 tây tháng 10 tới là 20 tây tháng 10 là đoàn khám, tới 21 tây là đoàn mổ, mà chị mổ nhằm ngày thứ ba là ngày 22 tây, mà chị ở trên đó là hơn 10 ngày. Dạ. Đó là tốn tiền trong những ngày bắt đầu chủ nhật. À. Là tốn dài lên thì tiền ăn uống vậy thôi, chứ ấy rồi mà đi mổ về rồi không có sức khỏe như đợt trước nữa, nó yếu đi nhiều. Nhưng mà đợt đó là hôm bữa là chị mổ hồi tháng trước là chỉ mổ cái tay thôi chứ không có mổ những chỗ khác hả? Không. À. Có, tại vì phẫu thuật hồi đầu là bác sĩ không có cho mổ đây luôn á, tại bác sĩ nói là đợi nếu mà đủ cái khả năng thì bác sĩ mới cho mổ ở đây. À. Rồi bây giờ đủ khả năng mổ cái chỗ này, tháo cái khớp này ra thôi, tại vì nó bị nhiễm trùng bên trong. À. Rồi bây giờ mấy bác sĩ nói nếu đủ sức khỏe thì bác sĩ mổ đây. Rồi mổ về thì không ngủ được. À. Nó cứ lờ đờ không có ngủ được. Rồi phần thêm nữa mình có con nhỏ nữa, rồi nó ban đêm thì mình ẩm, nó đi bán vé số, chị nó ẩm đi bán vé số rồi về rồi mắc chăm con rồi nó nói chung ra sức khỏe không bằng tháng rồi. Dạ. Có nghĩa là do là chị bị nhiễm trùng chỗ đó, thành ra là chị mới đăng ký mổ cái tai chỗ đó, phải không? Dạ. Có nghĩa là có nguyên nhân.
chứ không phải khi không mà mình làm ha. Dạ đúng rồi. Đợt lúc anh xuống đó là anh thấy nó bị lỡ bên trong. Dạ, đúng. Anh nhớ không? Thấy lúc đó nó đang rướm máu đó. Dạ đúng rồi, là nó bị nhiễm trùng đó. Là mới quyết định mổ. Tại vì mổ mục đích đó là nó cho nó thoát cái nước gì nè, cái kẽ nó thoát ra gì nè. Nè, nó bằng trang này nè, kỳ gõm nó dính ở trên đây nè, anh nhớ không? Dạ đúng. Đó, bây giờ nó hở ra gì được rồi nè. Nó không còn để động nước lại nè. Là nó đó không có bị, nói chung là nó không bị ăn mà chảy máu nữa phải không? Dạ đúng mà rồi. Ngứa nữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi kể từ lúc mà chị mổ về là bữa 27 tháng 10 hả? Không, em về là em xuất viện em về á. 28 tây tháng 10 em về một tuần lễ sau em mới lên tái khám. Dạ, là tái khám 4-5 tây em lên bệnh viện em tái khám. Tại vì có tháng rồi là có 31 tây. Dạ đúng. Là coi như là chị cũng đã tái khám một lần. Nhưng dạ. Mà bác sĩ nói là nó không ăn cái da. Dạ, không ăn da mới phải không? Dạ. Nó bung ra. Dạ. Mà lúc mà chị phẫu thuật mổ đó thì chị có bị chụp thuốc mê hay là cái gì không? Dạ gây mê á. Vẫn gây mê luôn hả? Dạ gây mê. Ồ. Tại vì thấy mình chỉ làm cái phần tay thôi mà cũng nghi mê nữa ha. Nghi mê, tại vì đến khi đầu em nghĩ là em lên em mổ là em được về, một hai ngày em được về. Nhưng mà lý do là em nghi mê là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa em không có ben. Lấy ben không ben có. Ben là cái mạch máu ha. Dạ đúng rồi. Buộc lòng bác sĩ phải ghim vô cổ em ở đây nè. Dạ. Ghim lên mặt cổ. Thì lúc ghim vô mặt cổ thì đưa em ra thì qua ngày sau là nó bị rớt ben ra. Rồi là phải em ở dưới chân nên em không có ái hết trơn á. Thì em đi mổ, thì em đi mổ của ông mình nè. Cái ngày mổ thì chồng em lên, ví dụ mời em mổ là sáng sớm chồng em lên có mặt, rồi là mổ đưa ra phòng mổ xong rồi chồng em ở lại trăm ngày, là chồng em về là còn như em tự túc ở chợ. Đi mổ thêm phần mình đau mà không có người chăm nữa, chỉ có một mình thôi. Nó rồi mình thấy tự chăm một mình đồ cũng thấy bất tiện nên kêu lúc mà da bung nó kêu ghép da lại em không chịu. Em tự về nhà em điều trị, là bữa nay là em mới mở băng gai mình, tại vì nó chưa có khô nữa nè, nó còn rỉ máu ngoài cái kẻ này nè. Coi như kể từ lúc mà chị mổ xong thì về bao lâu chị bán vé số lại? Em về bữa trước bữa sau là em đi bán rồi. Tại vì trong những ngày em đi mổ á là mấy đứa con em cũng đi bán để cho nó có, nó bán là có cái tiền sinh hoạt để tụi nó sống. Với lại thất nghiệp, lúc anh về, lúc anh qua bên em đó là mấy ngày sau là mẹ con anh thất nghiệp á. Ủa, thất nghiệp là tao không giao vé số cho chị hay sao? Không phải, tại vì ban ngày á là tụi em đi làm, điểm chính là tụi em làm. Bán vé số là chỉ bụ thôi, chỉ cho hai, lo cho hai đứa nhỏ rồi với ăn uống buổi tối cho nó đi bán đổ xăng đâu thôi. Nó là đi làm buổi chính là gì mà hôm bữa chị nói chị làm gì em quên rồi. Em làm bên khung hình. Khung hình à? Dạ, em làm thợ kéo lụa kiến. Còn người ta cho chị nghỉ hả? Tại vì mình hàng nhiều. Hàng nhiều rồi chưa có giá, chưa có mà hàng đi á. Thì mình phải nghỉ. Rồi nghỉ trong những ngày em nghỉ nữa, nghỉ em đi bệnh viện nữa, rồi về thì cái sinh hoạt là em mổ là bữa trước bữa sau là về đi bán, tay em bật là em vẫn đi bán bình thường. Bình thường mà chị làm cái khung hình đó là một tháng chị được bao nhiêu? Em ăn sơ sản phẩm. Một cái bao nhiêu ạ? Một cái tấm thiến em kéo chỉ có 200 đồng thôi. Có 200 đồng thôi. Dạ. Là chị phải đem về nhà làm hen? Không, em tự vô xưởng em làm. Xưởng là xưởng tư nhân. Mà một ngày chị làm được khoảng bao nhiêu cái? Nếu một mình nên em làm á thì một ngày em kéo là 700-800 kiến thôi. Được dữ vậy ta hả? Dạ. 700-800 kiến là được 100 mấy chục ngàn đó hả? Dạ. Vậy là coi như là cũng làm hết năng sức đó chứ. Dạ. Tại vì nếu em làm á, tại vì sáng á là em phải đưa hai đứa con em đi học hai nơi, rồi xong rồi em mới ăn uống rồi mới vô làm, là tầm 8 giờ mấy sáng em vô làm, 10 giờ rưỡi sáng là em đã nghỉ rồi. Là 10 giờ rưỡi em phải về nấu cơm nấu nước cho mấy đứa bé kia nó ăn. Rồi á là 1 giờ em vô làm, là 3 giờ rưỡi chiều em về em rước hai bé, rồi về là em đi lấy cái số ở chợ bán. Vậy là chủ yếu là bán vé số của chị là vào buổi chiều với tối.
Dạ. À, còn ban ngày thì cũng phụ trợ lúc sớm thôi. Dạ. À, thì có thời gian nào á, ví dụ các hoàn cảnh nào á, người ta khổ người sinh á, thì em dính thời gian ra thì em cố gắng em làm lặn trù cái kiến. Những khi mà em quyết định em nghỉ ngày đó, em đi cho những người ta khổ hơn em á, thì em quyết định là em nghỉ, em cố gắng em làm, thì em sắp xếp rồi em nghỉ em đi trao cho những người hoàn cảnh người ta khổ hơn em. Dạ. Còn trong khoảng thời gian mà những cái video mà em đưa về hoàn cảnh của chị đó, dạ, lên trên mạng thì có nhiều nhà hảo tâm gửi hỗ trợ cho chị không? À, nói chung ra cũng có, nhiều khi á là 200, 100, 300, nhưng hình như em nhận được 4-5 lần vậy đó. À. Rồi là tới giờ em không có nhận. Ôi vậy là ít vậy đó hả? Dạ, tại vì á cái mấy người đó, người ta coi người ta cũng nói em tại sao lúc anh đăng mà em không vô bình luận. À. Em nói thôi bình luận thấy kỳ lắm. Ví dụ người ta muốn cho á thì người ta gửi ngay thẳng anh người ta cho. Mình vô mình bình luận kênh á thì người ta thích, nhiều người ta thích mình thì không nói gì, còn nhiều người ta không thích thì nó trái chiều. Thì em cũng có trả lời như vậy. Bình thường là em chỉ nhận của nhà hảo tâm ở nước ngoài thôi. Còn dạ, ở Việt Nam thì em ít có nhận lắm. Dạ. Thành ra là những nhà hảo tâm đó cũng có nhiều người người ta biết chị đó. Người ta bình luận vô địa chỉ nhà, rồi chỗ ở, rồi số điện thoại của ảnh luôn á. Cái đó anh đó là bình luận á, là ảnh là chạy xe chung một dịch vụ là cũng biết em. Tại vì nhiều lần á, ảnh cũng từ thiện lắm. Nhiều lần mà như em về quê gì nè, rồi cái ảnh có xe đó là ảnh chở mẹ con em về. À. Mà ảnh lấy giấy tiền là chỉ là tiền xăng, tiền dầu, tiền phí thôi. À. Rồi á, nhiều khi mà ảnh không có chở đi về được á, thì anh sẽ cho mượn xe. Dạ. Như ảnh cho em mượn xe về rồi chỉ đổ xăng. Rồi bữa nay là chị đi đâu? Cái thứ nhất nữa là em về thăm mẹ em. À. Mẹ em mổ mắt. À. Mẹ em mắt mẹ em không có thấy đường, đau. Lúc em đã đi phẫu thuật rồi, em hứa mẹ em là em khỏe em về em đi lo cho mẹ em đi mổ mắt. Rồi xong rồi là có em có mấy người mà biết em đó, người ta cho 10 phần quà. À. Là ở Nhu Gia đó, ở Sóc Trăng rồi đi xuống Nhu Gia ngã năm á. Là em, à, cho năm 10, em gửi cho đến 10 phần quà của mấy bà cụ rồi, với người ta khổ á. Rồi có nghĩa là chị đem quà, dạ, sẵn đem xuống ngã năm, dạ, vô những hoàn cảnh khó khăn, dạ, chị, để chị gửi thay mặt nhà hảo tâm phải không? Dạ đúng rồi. À, dạ, đúng có rồi. Nghĩa là bữa nay chị đi là hai chuyện. Dạ đúng. Một rồi. Là thăm mẹ mới, dạ, mổ mắt. Mẹ, à, mẹ chuẩn bị đi mổ mắt. À, chuẩn tại bị em nhập viện, em làm hồ sơ cho mẹ hồi sáng rồi. À. Người ta nói là mới mới mổ được. Mà mổ đó là miễn phí hay mình phải tốn phí? Dạ mổ tốn tiền. À. Là bây giờ là mắt của mẹ chị là mổ một bên hả? Dạ, à, mổ một bên trái trước, mổ bên đây trước, hai tuần lễ mới mổ bên đây. Tốn chi phí bao nhiêu chị? À, mẹ có bảo hiểm. À, em là mình đóng bao nhiêu? Hồi sáng là bác sĩ nói là phủ 1,5 triệu. À, dạ. Nói chung lớn tuổi thì thường mắt ai cũng yếu. Dạ. Nên là mổ thì nó cũng là sớm muộn thôi. Dạ. À, dạ. Vậy là bữa nay là chị đi hồi sáng. Dạ. Dạ. 2 giờ chồng em là 4 giờ mấy sáng rồi đi rồi. Dạ. Dạ. Là tới giờ này thì cũng tới 4 giờ mấy chiều mới về tới Vĩnh Long. Dạ. Để ghé để chuẩn bị chạy ngược về Cao Lãnh. Từ đây mà về Cao Lãnh thì chắc cũng phải hơn tiếng. Dạ. Dạ. Thì mới tới nhà của chị. Dạ. Vậy là bữa nay là ông xã chị chở chị. Dạ. À, dạ. Là cái anh mà nói là bình luận đó là anh cho mượn xe đó. À, anh tới cho mượn xe. Dạ. Ông xã chở chị. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Thì nói chung thì em nghĩ là chắc cô chú cũng đã hiểu được về những cái khó khăn của chị. Dạ. Dạ. Mặc dù là biết là cái hoàn cảnh của chị, thấy nhiều người cũng gửi những cái lời quan tâm chia sẻ. Dạ. Thì em tính đâu là cũng có nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ cho chị. Dạ. Nếu anh đi qua bên Cao Lãnh á, là ai cũng biết em. Bây giờ ai cũng biết hết. Dạ. Dạ. Tại vì nói chung nha, em không phải là ti em tàn, em không có phế. Thì khi em sanh bé nhỏ ra, anh có tin không, mới có 20 ngày thôi là em đi bán khô nè, rồi bán bánh tráng trộn nè, nói chung em các mặt hàng là em bán online. Ai thương em thì giúp đỡ em xếp tới nhà. Nói chung ra làm nghề gì có tiền là em đều làm, em không ấy bất chấp.
đứa con em. Đừng, cuộc đời em khổ rồi, em muốn thiếu thốn giống như em hồi nhỏ. Em cứ nghĩ vậy là anh đi qua Cao Lãnh ai cũng biết hết. Nói chung là nói cái người mà bị phỏng là cũng biết hết. Rồi một ngày bây giờ là chị bán được bao nhiêu tờ rồi? À, như bữa nay em đi là mấy đứa con em ở nhà cũng lãnh với số bán. Thì bây giờ nó sức khỏe em nó không bằng như lúc trước, em lãnh ít lại. Khi nào mà em khỏe thì em nhận ghé nhiều bán lên. Chắc có lẽ là do chị bị chụp thuốc mê nhiều lần á. Dạ. Nên có lẽ sức khỏe nó bị xuống. Nói chung từ mổ giờ em xỉu ở ngoài chợ là 2 lần rồi. Ngoài vậy đó hả? Dạ. Tại vì em ngồi á, em ngồi cái nó chóng mặt. Nó chóng mặt cái là em đứng lên là em đứng không nổi. Dạ. Đó là vậy. Dạ. Mà em bị xỉu 2 lần rồi. Nhưng mà theo lẽ em không có về. Nhưng mà em không muốn mẹ em lo cho em. Em muốn mẹ em phải gặp lo cho mình, nhưng mà em hứa với mẹ em là hôm nay em về lặng em lo cho mẹ em, thì dù em có mệt hay là như thế nào em cũng phải gắng tỉnh táo lên lặng về cho mẹ thấy là mẹ yên tâm. Vậy là chị chỉ còn một mình mẹ thôi hả? Mẹ em còn, mẹ em còn ba, mà tại ba em có vợ khác. À dạ. Mẹ chị năm nay được mấy mươi rồi? Mẹ em 66 tuổi rồi. À dạ. Vậy sao ra ngày xưa chắc mẹ chị sanh chị cũng sớm à? Em có gia đình sớm. Dạ. Chị thứ hai em là năm nay là 48 tuổi. Chị thứ hai chị mà 48 rồi ha. Dạ. À, vậy là mẹ chị 18 tuổi là sanh chị lớn ha. Dạ. Và chị là thứ mấy? Em thứ tư. Thứ tư, còn mấy người nữa? Dạ em còn một chị gái nữa sinh năm 80 là tuổi thân. Rồi em là tuổi tức. Dạ. Em còn một đứa em gái tuổi tí nữa. Vậy là mẹ chị 84. Có 6 người hả? 5 4. Người. À 4. 4 chị em gái không? Gái hết ha. Dạ. Dạ rồi, thôi thì bữa nay thì cũng biết là chị đi cũng khá là mệt rồi. Dạ. Thì sáng tới giờ. Dạ. Thêm cái nữa là sức khỏe của chị mới phẫu thuật mới được khoảng 3 tuần thôi. Thành ra có vẻ nó cũng chưa có được ổn định lắm. Dạ. Dạ thì bữa nay cũng chia sẻ chị Thảo ha. Dạ. Thì bữa nay là có một cô nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Nhưng mà cô ấy thì cũng không có muốn nói tên. Dạ thì cô ấy cũng mới về Việt Nam đây thôi. Nhưng mà quê của cô ấy thì ở tại Sài Gòn. Dạ. Dạ thì cô ấy cũng có gửi cho chị Thảo một cái phần quà nhỏ nhỏ. Dạ. Thì để trước á là để cho chị lo cho mấy bé. Dạ. Dạ sau nữa thì nếu mà còn dư á thì chị để dành đó làm. Dạ. Vốn hoặc là chuẩn bị, thì khoảng chừng 2 tháng nữa là bắt đầu tới chuẩn bị tới năm mới rồi. Dạ. À, chị có sắp xếp được gì đó để làm cho nhà cửa nó có một cái không khí xuân. Dạ. Sum họp gia đình thì cũng tốt. Dạ. Hoặc là chị có thể là lo phần nào đó cho mẹ cũng được. Dạ, dạ. Thì đây là tấm lòng của cô nhà hảo tâm ẩn danh ở tại Mỹ. Yeah. Tặng cho chị ngày hôm nay. Bây giờ chị đếm giúp giùm em xem cô ấy tặng cho chị bao nhiêu nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ. Thì đó là tấm lòng của cô nhà hảo tâm ẩn danh tặng. Yeah. Cho chị 10 triệu. Dạ. Yeah. Em xin chân thành cảm ơn cô rất nhiều đã giúp đỡ em trong lúc em khó khăn, bệnh tật. Em xin hứa với cô, em dùng cái số tiền này đúng mục đích. Và em xin chúc gia đình của cô sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Em hứa với cô khi em có điều kiện thì em sẽ giúp lại những người bất hạnh hơn em. Dạ. Và những người nghèo hơn em, những người mà em cần giúp. Dạ. Rồi, cảm ơn tấm lòng của chị Thảo. Dạ. Thì lần trước thì những nhà hảo tâm hỗ trợ thì chắc có lẽ là chị cũng lo được cho mấy bé trong cái. Dạ. Dịp mà học vừa qua. Dạ. Đúng không? Dạ, dạ đúng. Dạ. Rồi. Là... nhờ các nhà hảo tâm á, cho tiền em cũng có đóng đủ cái tiền trường cho con em. Dạ. Rồi còn dư một ít á, là em làm vốn, nhưng mà tới lúc mà em thất nghiệp á, cái em lấy tiền ra em xài. À dạ. Mà nó cũng có cái khổ ha. Dạ. Cái lúc em thất nghiệp em xài, cái bữa hổm em nói với anh á là em đi phẫu thuật, em nhờ anh giúp cho em lặng, em có nghít lặng bỏ túi á, rồi cái anh nó không có mạnh thường quân, không có gửi. Dạ, nên anh không có giúp em được. Dạ. Nên đó là em lấy cái tiền đó ra em đi. Dạ thì đó thì chị có thấy đó, khi mà có nhà hảo tâm gửi cho chị
là em sẽ tranh thủ để gửi cho chị. Dạ. Giống như bữa nay là sáng giờ là em ở Cao Lãnh đó. Dạ. Em ở tới trưa đó, rồi em mới điện cho chị. Dạ. Để hỏi ôi chị có hay không. Dạ. Chị nói về cũng may mắn là chị cũng về cũng ngang ngang ở đây. Dạ. Thành ra hôm nay mời chị nhận ở Vĩnh Long luôn. Dạ. Dạ, cho biết ở Vĩnh Long. Ở đây quê hương em. Dạ. Ở đây thì nhà em thì cũng xé xé qua đây thôi, nhưng mà vô trong hẻm. Dạ. Dạ. Thì nói chung thì bữa nay cũng rất là vui khi mà sau vài tháng gặp lại chị. Dạ. Và cũng thấy được là cũng còn có nhà hảo tâm. Dạ. Và yêu thương và quan tâm giúp đỡ cho chị. Dạ. Cũng như các con của chị nó cũng còn khá là nhỏ. Dạ. Mấy gà lớn thì nó vẫn còn đi làm hả chị? Dạ, mấy gà bé chị cú á. Dạ. Nó vẫn còn đi làm phải không? Dạ. Dạ. Chủ yếu là chị lo cho bốn đứa nhỏ, bốn đứa kia thôi. Dạ, chủ yếu là em lo bốn đứa kia có nặng gánh mà nhỏ nó học lớp 1 á. À, dạ. Là chỉ có nặng thằng đó thôi. Còn học lớp 8 á, học giỏi lắm. Lớp 8 thì đỡ. Nói nó chung đỡ, là nó ngoan. Dạ. Đáng lẽ bữa nay á là gặp chị Trển á. Dạ. Để cho cô chú xem lại mấy đứa con chị. Dạ. Để nói chuyện tí. Dạ. Nhưng mà thôi bữa nay thì chưa đủ duyên thì thôi gặp. Dạ. Hôm nay Vĩnh Long cũng được. Dạ. 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 Em xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân và các cô chú anh chị em trên kênh YouTube Hứa Nhật Minh. Xin chân thành cảm ơn các chị nhiều đã cổ vũ tinh thần cho gia đình em và chính bản thân em. Thật sự ra 17 năm rồi em chưa bao giờ mà sống trong cái cảnh cái chị em trong gia đình đó, thật sự đó, nó không bằng người ngoài đâu. Mình lấy người dân mình làm chồng họ, nhưng mà cái lúc mà thấy những cái tin nhắn, những cái bình luận á, thật em coi em biết nhưng mà em không thể nào em trả lời bình luận được. Quan hỷ giúp em là em rất là cảm động, em rất là như trái tim em rất là thổn thức và rất là cảm động để biết những cái tình thương đâu đó sau lưng mình vẫn còn người quan tâm tới mình. Dạ. Thì em nghĩ là đối với tấm lòng của cô nhà hảo tâm Mỹ ngày hôm nay cũng giúp được cho chị là đỡ hơn trong vài tháng tới. Dạ. Dạ. Bây giờ thì cô ấy cũng chúc cho chị ha phục hồi nhanh chóng được sức khỏe của mình. Dạ. Dạ, em nghĩ là gần Tết rồi, em nghĩ trong việc chắc có lẽ chị cũng sẽ có lại trong khoảng thời gian ngắn thôi. Dạ. Thì gần như là Tết thì ai cũng dồn dập hết. Dạ, đúng rồi. Em cái nghĩ số là tiền công việc này là có. Em mừng lắm. Dạ. Em mừng là Tết năm nay á là em có vốn em bán, lãnh cái số nhiều em bán. Anh biết Tết năm ngầu là em ở ngoài chùa luôn á. Em ăn cơm chùa, ngủ ngoài chùa luôn á. Vậy là năm rồi chị không có bán, không có vốn bán hả? Đúng rồi, à. Em bán. Đưa giấy số cho em rồi bán, rồi em lấy lời em ăn vốn người ta. À. Rồi là bán hết như người ta giao cho 300 tờ em bán hết, rồi em ra ngoài em lấy mấy người ta chia ra cho em. Đúng rồi đó. Gần như là Tết là cơ hội để cho những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Có một cái bữa cơm no bụng hơn. Dạ. Nhà ai cũng cố gắng làm trong khoảng thời gian cận Tết đó. Dạ. Bởi thành ra đối với em là tháng chạp là tháng Tết đó, chứ mà qua tháng giêng thì nó đã không còn nhộn nhịp với nôn nao nữa rồi. Đúng rồi. À. Rồi tối là ra ngoài chợ bông đó, ra ngoài chợ Cao Lãnh, chỗ bán bông đó. Dạ. Thì bán rồi người ta kêu hốt gác, hốt gì em cũng làm hết trơn. À, dạ. Nói chung không em không mắc cỡ gì hết. Cái nào mà có thu nhập là làm hết. Đúng rồi. À. Em hốt gác, hốt cây hay là kêu cái thảo mày làm đó cho anh là làm. Nếu mà làm đó thì người ta trả tiền sao chị? Ta cho nhiều lấy nhiều mà đòi. À, kêu chị Thảo mày làm tiếp em là làm, kêu làm gì làm. À. Cho nhiều nhận nhiều không nhiều khi đó. Vậy người ta còn vui. Dạ đúng ta rồi, người ta còn hơn. Cho hơn đó nữa. Dạ đúng nhiều rồi. Khi kêu làm gì là em làm nấy, kêu làm gì làm nấy, cho nhiều nhận nhiều. Có ghinh nước tưới cây không? Em cũng quất hết, chạy xe ôm em cũng chạy luôn. À, dạ. Dạ, tại vì em cũng biết là chỗ nó năm rồi thì em có quay. Nhưng mà lúc đó em đi buổi trưa thì nó hơi vắng. Yeah. À, nhưng mà phải nói là ở tại thành phố Cao Lãnh là một trong những cái chợ bông mà nó lớn mà nó cũng rộng nữa. Yeah. Cũng nhiều tuyến đường nữa. Thì cũng hy vọng là năm nay nếu hữu duyên thì em với chị sẽ gặp nhau trên đó một lần nữa. Yeah. Vậy yeah. ha. Dạ, yeah. Cảm ơn anh. À, thôi bây giờ thì em mời chị với anh mua hai cái ly nước để lên xe mình uống thì mình về. Tối yeah. rồi. Dạ. Yeah. 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 Một lần nữa thì chân thành cảm ơn cô nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Yeah. Thì cô ấy đây là hình như là lần đầu tiên. Và cô ấy gửi đến em mà gửi một cái phần quà rất là
có ý nghĩa đối với chị Thảo trong cái dịp mà chị ấy đang trong cái sức khỏe đang phục hồi sau cái phẫu thuật cái tay. Dạ, thì em chân thành cảm ơn cô, cũng như là em mến chúc cô cũng như cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự trợ duyên đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, chào tạm biệt chị Thảo. Dạ, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, thì bữa nay đã là ngày 22 tháng 11 rồi. Thì em đang ở tại mái ấm Vĩnh Khánh thuộc khu vực phường 8, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Vĩnh Long. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ kết hợp luôn chung với clip mà ngày hôm qua em thay mặt nhà hảo tâm gửi đến cho chị Thảo bị võng. Thì bữa nay ngày hôm nay một nhà hảo tâm đầu tiên đó là cô Thảo ở Mỹ. Dạ thì cô ấy là một trong những nhà hảo tâm mà thường xuyên mà gửi đến những phần quà đến với cho em để hỗ trợ những mái ấm cũng như những hoàn cảnh có cuộc sống khó khăn, vất vả và bệnh tật. Thì ngày hôm nay cô Thảo có gửi tặng đến cho các bé ở tại mái ấm Quan Âm cũng như mái ấm Vĩnh Khánh là 300 đô. Thì nó tương đương với khoảng 7.680.000. Dạ, nhưng mà ở đây có thôi cô Thảo gửi luôn 7.700.000. Dạ, cho nó chặn nha. Bên cạnh đó thì cô Hoa ở Mỹ cũng có nhờ người nhà chuyển khoản qua cho em là 2.500.000 để hỗ trợ cho mái ấm Vĩnh Khánh luôn. Dạ, cũng như mái ấm Quan Âm. Thì sẵn đây em có điện thoại với thầy trụ trì để em mời thầy ở nhà để đón nhận tấm lòng của cô Thảo cũng như là cô Hoa để giúp cho thầy có cái chi phí lo cho các bé đỡ phần nào đó vất vả hơn trong cái khoảng thời gian mà các bé bị bệnh và trong cái thời tiết mà giao mùa mùa mưa mà chuyển sang mùa nắng như mùa gió như thế này. Và bây giờ thì em mời cô Thảo, cô Hoa cũng như cô chú anh chị cùng đi vào trong mái ấm Vĩnh Khánh chung với em nha. Như khoảng thời gian trước thì em nhớ là em có hỏi thầy thì cũng có một bé là mới bị bỏ rơi ngay trước bậc thềm chỗ này. Dạ đó, thôi giờ sẵn vô đây thăm các bé luôn. Chứ là em thấy bây giờ có vẻ như mấy ấm cũng đang gặp khó khăn đó. Thật ra là thầy em thấy hình như cũng mới in ra cái bản này để bán rong biển sấy, sườn non sấy để làm cái chi phí lo cho các bé tại đây. Dạ, đây là rong biển nè cô chú anh chị, một bình là 40.000 ha. Cái này thì đa số là thầy bán là làm quà, nhưng mà cô chú nào muốn mua mà gửi tặng cho người thân á, dạ, thì có thể ghé thăm các bé và mua tặng cho người thân. Biết thầy về chưa nên dạ chào thầy, vậy là thầy đã về rồi. Đâu con tính đâu thầy chưa về chứ. Dạ dạ nãy ở gần kế bên. Dạ bé nào là bé mà người ta mới bỏ trong khoảng thời gian vừa qua thầy? À dạ. Trời ơi, con té hả? Chảy máu hả con? Rồi. Chú vô nha. Con nghe lời nghe đi. Con lại con ra. Để đi con lấy chưa? Giờ đây thì chú anh chị thấy gương mặt bé này rất là tròn đúng không ạ? Nói chứ cô chú anh chị thấy mà các bé mà giữ là rất là mệt luôn á. Dạ mà đa số là biết chơi là nhiều. Dạ bé này thì người ta bỏ khi nào vậy thầy? Mới đầy tháng. Dạ, tới bữa nay là mấy ấm mình nhận được bao nhiêu ngày rồi thầy? Vậy là vừa hơn một tháng
Dạ, vậy là vừa bé được 2 tháng hả thầy? Dạ. Chưa tới 2 tháng. Dạ. Bé này là trai hay gái thầy? Rồi qua tháng thứ 2 thì chưa có được 2 tháng. Dạ. Bé này gái hay trai thầy? Trai, dạ. Nam. Trai, anh nam. Dạ. Vậy là bây giờ hiện tại mà đối với bên máy ấm Vĩnh Khánh của mình với ở đây không là bao nhiêu bé thầy? Là 15 bé. 15 bé rồi. Dạ. Còn bây giờ là máy ấm Quan Âm là bao nhiêu thầy? Là 31. Là 31. Vậy là tổng cộng là 46. Dạ. Yeah. Rồi hôm bữa cái dự án mà thầy làm cái lẩu á, yeah, trong cái ngày chủ nhật đó thì có khách nhiều không thầy? Mới bán được 2 tuần. 2 tuần. Dạ. Yeah. Mình cũng có khách lai gai thôi chứ chưa có nhiều, tại rất là mới. Dạ. Yeah. Tại chưa có biết nhiều. Dạ. Yeah. Yeah. Thì lai gai thôi. Thì cái ngày chủ nhật đó thì bán được khoảng 10 bàn không? Ta lỡ một lần 2 người, 3 người, 4 người vậy đó. Yeah. Chứ không phải là ngồi bàn tròn đông. Yeah. Dạ. Dạ. Cũng chưa có nhiều, cũng đang, dạ, giới thiệu để cho mọi người biết. Dạ. Còn bé này là bé tên gì thầy? Ngọc Thảo. Ngọc Thảo. Bé bỏ năm rồi. À, ôi năm nay vậy là lớn vậy đó hả? Dạ, năm nay thôi nôi rồi. À, dạ. Năm rồi thì con còn nhớ là lúc đó thầy cũng quay ở nhận ở phía trước á ha. Dạ, trước đó. Vậy là con gái ha. Con gái. Dạ. Hai đứa này mới nhập nằm viện mới về. Nó bị bệnh gì vậy thầy? Cái này thì hổm cái giống như cái đợt giao mùa á. Dạ. Rồi đứa nào cũng sốt hết. Dạ. Dạ. Ở đây thì nặng quá thì đi vô bệnh viện, còn mấy đứa nhà thì đi khám rồi lấy thuốc về uống. Dạ, dạ. Dạ, còn bé này thì nó bị nhiễm trùng. Dạ. Do mới bỏ rồi á là cái rúng nó thì còn hôm lúc mà nhận là còn ra máu ra nước á. Dạ. Dạ, rồi nó bị nhiễm trùng. À, dạ. Dạ. Vậy là bé này nhập viện một lần rồi, xong rồi về được mấy ngày rồi lại nhập viện nữa. Dạ. Dạ, cũng mới về đó. Vậy là bé này toàn đa số ở trong bệnh viện kể từ lúc về tới giờ. Hai lần rồi đó. Dạ. Viện hai lần rồi. Dạ. Một lần thân, một tuần lễ. Dạ. Thì ra bé này là bé năm trước nữa ha. Trời ơi, năm nay nhìn này lớn rồi. Khác ghê luôn á. Ý là mới có hơn tuổi thôi nha. Dạ. Dạ. Nôi rồi. Dạ. Dạ rồi, thì con mời thầy ra ha. Dạ. Dạ. Tên. Con nhớ sư phụ không? Em đã mở con chú đây. Chú lấy cho con phải không? Dạ. Ừ. Dạ rồi, con mời thầy. Cái này nó bằng khúc cây ha thầy. À dạ, cây mít nha. Dạ. Dạ. Quên đi buổi chiều ngày hôm nay thấy người ta hát quá trời. Mà thôi cũng không sao, con nghĩ này cũng không có thu quá rõ. Dạ. Thì có thể nói thì bữa nay thì mới gặp, chắc gặp thầy tuần trước thì phải. Dạ. Dạ. Thì bữa nay cũng được đủ duyên của những nhà ở tâm khác cũng yêu thương máy ấm Quan Âm cũng như là máy ấm Vĩnh Khánh ở bên thầy. Dạ. Dạ. Thành ra ngày hôm nay thì chắc chắn là con nói tên thì chắc chắn có lẽ là thầy sẽ nhớ. Dạ. Đầu tiên đó là cô Thảo. Dạ. Cô Thảo là một trong những nhà hảo tâm mà rất yêu thương các bé kém may mắn mà thiếu tình thương cha mẹ ở tại hai máy ấm của thầy cũng như là những máy ấm khác. Thành ra ngày hôm nay cô Thảo có một phần đầu tiên gửi đến thầy. Dạ. Thì cô ấy cũng coi những cái video mà thấy thầy chia sẻ về trong những cái khoảng thời gian gần đây là số lượng mà người nhà hảo tâm ghé đến rất ít. Và quả thành ra nó rất là vất vả trong cái việc mà thầy lo cho các bé. Với cái thời điểm mà giao mùa từ mùa mưa mà giờ qua chuẩn bị qua những cái tháng mà cuối năm. Thành ra là các bé nó cũng nhập viện khá nhiều. Và thành ra thầy cũng tốn những cái chi phí mà thuê người lo cho mấy bé. Và tiền thuốc men thì nhiều cái nó cũng ngoài danh mục thì nó cũng phải tốn tiền thuốc của thầy nữa. Dạ, thành ra ngày hôm nay cô Thảo có gửi về 300, tương đương với 7.700.000. Dạ, để hỗ trợ cùng thầy chung tay lo cho các bé. Dạ, bên cạnh đó thì cô Hoa. Dạ, cô Hoa cũng gửi đến cho máy ấm của thầy là 2.500.000. Dạ, cũng ở Mỹ luôn. Thì con cũng xin phép thay mặt cô Hoa gửi đến thầy. Dạ. Đó là tấm lòng của hai nhà hảo tâm. Dạ. Đây.
xin thay mặt cho tất cả các bé tại máy ấm Quan Âm cũng như là máy ấm Vĩnh Khánh ở đây, xin trân trọng cảm ơn cô Thảo và cô Hoa ở Mỹ đã gửi cái phần quà đến cho các bé. Cô Thảo gửi 300 đô và cô Hoa thì gửi 2,5 triệu cho các bé tại đây. Xin được thay mặt cho tất cả các bé cảm ơn hai cô rất là nhiều đã luôn là thương và quan tâm và giúp đỡ cho các bé tại máy ấm. Thật sự hơi nói đó là trong cái những cái tháng cuối năm vậy nè. Dạ. Và những cái tháng mà phải nói là máy ấm là vất vả nhất. Dạ. Dạ. Thứ nhất là trong năm nay đó là ảnh hưởng rất nhiều. Dạ. Về vấn đề kinh tế là mọi người khó khăn cho nên ít ai đi từ thiện. Dạ đúng rồi. Và ít ai để hỗ trợ cái nguồn kinh phí để làm giúp cho các bé. Dạ. Mà càng về cuối năm đó thì là công việc mọi người làm ăn càng vất vả hơn. Dạ. Cho nên là cái việc mà gọi là đi hỗ trợ cái nguồn tài chính để mà lo cho các bé rất là hiếm. Dạ. Dạ. Chính vì vậy mà hôm 2 tuần nay đó thì nó rơi vào cái thời điểm giao mùa. Dạ. Đó là các bé bệnh rất là nhiều. Dạ. Dạ. Còn nhập viện thì có 4 bé. Dạ. Nhưng mà mấy bé ở nhà coi như là sốt nóng rồi là bị đau mắt. Dạ. Liên tục là phải chở đi bệnh viện khám. Dạ. Rồi bác sĩ cho thuốc rồi về điều trị tại nhà. Dạ. Nhưng mà phải đi nhiều lần. Dạ. Và nhiều bé. Dạ. Cho nên là cái chi phí đó thì nó khá là tốn kém. Dạ. Dạ. Mà có những lúc là với thầy xây sở cũng hơi là vất vả. Dạ đúng. Nhất là cái vấn đề là chi phí để mà lo cho các bé sinh hoạt trong dạ. những ngày tháng cuối năm. Dạ. Ngày hôm nay thì được sự thương của cô Thảo với cô Hoa đã tạo được và giúp cho thầy có những cái nguồn kinh phí để lo cho các bé tại máy ấm Quan Âm cũng như là máy ấm Vĩnh Khánh ở đây. Dạ. Một lần nữa thầy xin cảm ơn hai cô dạ. và nguyện cầu người phương chư Phật gia hộ cho quý Mạnh Thường Quân cũng dạ. như là cụ thể là cô Thảo và cô Hoa đã gửi tiền về để giúp cho các bé. Dạ. Xin được cảm ơn và cầu chúc cho quý cô được nhiều sức khỏe, gia đình luôn được bình an. Cảm ơn chú Nhật Minh dạ. đã luôn luôn là tạo cái điều kiện kết nối dạ. giữa các Mạnh Thường Quân đối với các máy ấm và đặc biệt là Quan Âm với Vĩnh Khánh ở đây để dạ. tạo điều kiện giúp cho các bé. Dạ. Xin một lần nữa cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn thầy. Hết tất cả các Mạnh Thường Quân. Dạ. Hay chỉ đạo. Dạ. Mấy gà vườn rau của thầy thì người ta có vô người ta hái với mua nữa không thầy? Hôm rồi thì nó hết cái kỳ đợt đó. Dạ. Rồi bây giờ thì có lẽ là khoảng chừng cuối tuần này là có đợt mới. Thì bắt đầu thì mọi người sẽ đến để ủng hộ. Dạ. Dạ. Nhưng mà cũng phải nhờ qua cái vườn lọt, cái quán lẩu. Dạ đúng rồi. Dạ thì mới có thể là trang trải được, chứ còn nếu mà bán cái rau công thì nó không đủ cái chi phí điện và dạ. cái nước dinh dưỡng. Dạ đúng rồi. Dạ cho nên là nó không có lợi nhuận về kinh tế. Dạ. Dạ, ngay cả sư cô ở chỗ trồng trước đó, cô cũng nói như này ra là trồng để mình có ăn thôi. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà nói về kinh tế nó không có. Dạ đúng nhiều. Rồi. Dạ. Cho nên là thầy mới tính là vấn đề mà bán cái lẩu chay á. Dạ. Thì nhờ đó mình thứ nhất là mình có cái nguồn tiêu thụ cái vườn rau. Dạ. Mình đã làm ra. Dạ. Thứ hai nữa là mình có những cái đồng tiền mình do mình bán rồi nọ đó. Dạ đúng rồi. Để mình có trang trải được điện nước dạ. ăn uống cho các bé. Dạ. Dạ. Nói chung thì bây giờ là do là cái vấn đề mà người ghé thăm quá ít. Yeah, thật ra là thầy yeah. phải nghĩ nhiều cái trăn trở để yeah. mình tạo cái điều kiện để cho người ta ghé đến máy ấm nữa. Dạ yeah, dạ yeah. Không nhiều thì cũng ít, thì dù phần nào hay phần đó. Yeah. Mà gần như cuối năm thì ai cũng làm, người ta yeah, số người ta để dành, cái gần Tết người ta mới xài. Dạ dạ. Thành ra là những cái tháng mà cận cận như thế này là người ta cũng ít có người đi. Dạ yeah, thường từ cái giai đoạn mà qua gặp tháng 10 này nè. Dạ. Trở về tới Tết là ít có khách đi thăm các bé lắm. Dạ. Dạ rất là ít. Là từ đó giờ luôn ha thầy ha. Dạ, xưa giờ là nó thường vào cái giai đoạn này là ít người đi lắm. À dạ. Mà riêng năm nay thì là có lẽ nó còn khó hơn nữa, ít dạ. ít đi hơn nữa. Dạ. Dạ tại vì qua cái gầm tháng 10 là mình đã thấy được cái tình hình thực tế. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Cho nên là trong cái thời gian mà từ đây tới Tết ấy, là cái thời điểm mà gọi là máy ấm thì rất cần những cái chi phí, yeah. Chi tiêu, nhưng mà cái nguồn để mà hỗ trợ thì rất là ít. Dạ. Dạ. Tại vì thường thì gần Tết này á, đa phần phải lo một phần nào là sửa sang phòng ốc các bé, cũng đang dự kiến là sửa lại các phòng cho các bé. Dạ.
Dạ. Để cho bây giờ các bé nó lớn lên dần rồi. Dạ. Thì cần có nhiều phòng. Dạ. Khu nam khu nữ chia ra. Dạ đúng. Thì hôm về thì các bé nó ở chung phòng do nó còn nhỏ, nhưng mà năm nay bắt đầu sang cấp 1 nữa. Dạ. Cho nên là bắt đầu phải sửa phòng lại. Dạ. Để cho các bé ở rộng ra hơn. Dạ. Rồi Tết nhất thì ít gì cũng phải sắm quần áo mới, rồi giày dép này nọ để cho các bé có mà đi học đối với bạn bè. Dạ đúng rồi. Giờ không lẽ giờ Tết mình cho mang đôi dép gách thì coi nó cũng kỳ. Dạ. Bởi vậy tội cho các bé. Dạ. Dạ. Cho nên là phải lo dạ. Tết rồi đủ thứ việc. Dạ. Cho nên là từ đây cái giai đoạn Tết là giai đoạn là mệt mỏi. Dạ. Vất vả nhất dạ. Đó. Dạ. 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 Thì bữa nay thì cũng chân thành là dạ gửi lời cảm ơn cô Thảo. Cô Thảo là cô chú anh chị thấy thật sự là cô Thảo là em nhiều khi em cảm giác là cô Thảo là quá là quý luôn á. Dạ, cô ấy thì lúc nào cũng thương các bé mà thiếu thốn tình thương của cha mẹ hết á. Dạ, với những hoàn cảnh khó khăn nữa. Dạ, dạ cũng em cũng không quên cảm ơn cô Hoa cũng như là những nhà hảo tâm mà đã từng là ủng hộ cho máy ấm Quang Âm cũng như máy ấm Vĩnh Khánh ở tại tỉnh Vĩnh Long cũng như những cái tỉnh khác. Dạ, thì em mến chúc cô Hoa, cô Thảo cũng như cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của thầy, của mình và nhất là thầy và sẽ giữ gìn sức khỏe của mình. Và nếu cô chú anh chị nào mà có yêu thương các bé mà có về Vĩnh Long thì hãy ghé thăm các bé ở tại hai máy ấm nha. Và thì chúc cô chú anh chị sẽ gặp nhiều may mắn và có sức khỏe để tiếp tục những cái sự trợ duyên giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn cũng như các máy ấm người lớn tuổi dưỡng lão. Dạ, chào tạm biệt cô chú anh chị và cảm ơn thầy. Dạ, hẹn gặp lại cô chú anh chị và thầy trong một dịp sớm nhất ạ. Dạ, Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn thầy.